mặc dù đám cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành cho Ban Quản lý rừng Kiên Giang quản lý vào ngày 28 tháng 4 đã được dập tắt, nhưng mà do lớp thực bì dày, lớp than bùn vẫn còn âm ỉ, nên để đề phòng nguy cơ tái bùng phát, thì hiện nay các lực lượng như là kiểm lâm, Ban Quản lý rừng và các lực lượng phối hợp vẫn luôn túc trực ngày đêm canh lửa. Huyện Giang Thành có tổng diện tích rừng là 2.903 ha, trong đó rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng Kiên Giang quản lý là 294 ha. Từ đầu mùa khô đến nay, không mưa, nắng nóng, khô hạn kéo dài, diễn biến phức tạp và gay gắt. Các kênh bao xung quanh rừng cạn kiệt, vật liệu cháy trong rừng dày, khô hanh trên toàn lâm phần, rất dễ bén lửa. Dự báo cấp cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Thì Ban Quản lý rừng Kiên Giang quản lý cái khu vực rừng tràm trên địa bàn huyện Giang Thành là khoảng hơn 294 hecta, trong đó là rừng tràm trồng từ năm 17 tới 18, thì xung quanh là có khu vực đê bao, thì cái trên nền đất phèn thì cái thực bì chủ yếu là cái cỏ rồi dây chạy rồi dây leo cây bụi bồng bông rồi các cái lá cây cành nhánh đâu đó nó rụng xuống, nó phân hủy rồi nó làm tạo ra một lớp cái thực bì trong khu vực rất là dễ cháy, nhất là trong cái mùa khô hạn như năm nay. Lúc 13 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2024, ngọn lửa bùng phát tại khu vực rừng phòng hộ do đội sản xuất trồng xây thuộc sư đoàn 330 quản lý. Khi vừa phát hiện đám cháy, công tác ứng cứu chữa cháy đã được triển khai quyết liệt. Xác định đây là đám cháy lớn, vượt tầm kiểm soát của lực lượng tại chỗ, nên đơn vị đã điện báo cáo, xin chi viện lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng. Do gió lớn, đám cháy lan rất nhanh trên diện rộng. Lúc 15 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2024, ngọn lửa cháy lan sang khu vực rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng Kiên Giang quản lý tại tiểu khu 7 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành. Các đơn vị liên quan đã quy động ngay lực lượng trên 400 người và phương tiện, gồm 19 máy bơm phao, 337 cuộn dòi, 25 xe ô tô các loại, 1 playcam và công cụ dụng cụ chữa cháy tích cực dập lửa. Cái khó khăn thứ nhất là cái nguồn nước bên sư đoàn 330, tất cả các khu rừng đều cạn hết trơn, cái nguồn nước chữa cháy không có, rồi vận chuyển phương tiện mà và máy móc mà vô cũng khó khăn. Còn cái khó khăn tiếp theo nữa là cái hậu cần, bị gì ở đây nó xa xôi quá mà cái xăng dầu mà muốn đi mua là cũng chuyển vô khó khăn. Hai nữa là cái đường nó đi lòng vòng, cái vận chuyển cái đất các cái đơn vị mà nó lại nó chi viện á, đi vô cũng khó khăn, bởi vì cái lộ thì lộ nhỏ, cầu nhỏ, cho nên cái lực lượng triển khai vô cũng rất chậm. Chậm là do cái vận chuyển thôi, chứ còn lực lượng ứng phó thì rất nhanh. Cái bữa đầu tiên á, cái bữa mà tối hôm đó là chỉ là mấy anh em rồi tất cả các lực lượng là chỉ ăn cái mì gói với mì lon thôi. Rồi bữa sau á là bắt đầu chuẩn bị động lực lượng lại là nấu cơm. Cũng nhờ địa phương là hỗ trợ rất là nhiều, hỗ trợ về vật chất cũng như là cơm thêm rồi thức ăn, rồi cũng có vô đây thăm rồi nước uống á. Vượt qua những khó khăn ban đầu, với tinh thần quyết tâm cao nhất, huy động toàn lực, đến 18 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2024, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Đến 14 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2024, đám cháy đã được kiểm soát. Tuy nhiên, lớp than bùn dày và vẫn còn âm ỉ, nguy cơ tái bùng phát là rất cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang đã ban hành ngay kế hoạch chữa cháy ngốn. Trên đường nhận cháy thì là có một cái vị trí là lớp than bùn. Thì lớp than bùn này diện tích khoảng là 10 hecta. Thì lớp than bùn này cháy là cháy ngầm. Cho nên ban chỉ đạo là cần đó là dập tắt tuyệt đối thì lớp than hồng. Thì cho qua quá trình kiểm tra là khảo sát chỉ huy chữa cháy thì là nắm lại cái vị trí cháy lớp than hầm này là cần cái lượng nước là bơm vô trực tiếp của vị trí lớp than hầm. Thì hiện nay là diện tích giảm, trên là giảm chỉ còn 1 hecta. Thì 1 hecta này thì trong vòng kiểm soát của lực lượng, các lực lượng là chữa cháy lớp than hầm. Thì hiện nay thì cũng như mình đã khảo sát xung quanh là bố trí là trên 1 hecta này thì là mình bố trí được là 7 tổ. 7 tổ là xuyên suốt là trực 24/24 để là nằm là duy trì là lượng nước vào vô cái điểm cháy là không cho bùng phát phát lại để dập tắt kịp dứt điểm. Toàn lực lượng được tập hợp triển khai phân công nhiệm vụ.
Những ngày qua cơ bản đã xác định được những vị trí khu vực cháy ngúng để tập trung chữa ngúng, đảm bảo theo phương châm 4 tại chỗ, sử dụng hiệu quả trang thiết bị, phương tiện hiện có, thực hiện tốt tinh thần phối hợp, chấp hành mệnh lệnh của người chỉ đạo chỉ huy, đảm bảo tuyệt đối an toàn về kỹ chiến thuật chữa cháy, đảm bảo an toàn cho các lực lượng được quy động tham gia chữa cháy, kiên quyết dập tắt cháy ngúng trong thời gian 5 ngày. Về cái chữa cháy ngúng thì nó rất là khó khăn. Tại vì một cái vị trí mà có khi là mình đứng cả tiếng đồng hồ mà không dập được cái ngúng gì do nó ngúng sâu quá, rồi ngọn lửa nó cứ lên, rồi mình cứ khống chế, cứ phân công là trực tiếp đó là máy hoạt động 24/24. Đôi lúc khi mà mình khống chế không kịp thì nó sẽ bùng phát lên. Xử lý cái tình huống nó xong rồi là tiếp tục xử lý những cái vị trí mà nó đang chuẩn bị bùng phát. Đó, cho nên là anh em cương quyết là không để một cái vị trí nào bùng phát lên, là cho đến giờ phút này là đảm bảo là cái vị trí đó đã hoàn toàn được khống chế. Hiện tại thì đang vào thời điểm giữa ban trưa, nắng nóng hết sức là gay gắt, và tất cả các lực lượng gồm có kiểm lâm, các chiến sĩ công an, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cùng với lực lượng tại chỗ tại địa phương vẫn duy trì 250 người túc trực ngày đêm, tuyệt đối là không chủ quan lơ là. Giữa cái nóng rát da, những khu vực rừng không còn tán che của cây, bên dưới hơi nóng vẫn hầm hập và những mối nguy hiểm luôn tiềm ẩn. Đã có chiến sĩ bị thương do sẩy chân sập vào lớp than nóng bên dưới. Thế nhưng với tinh thần người chiến sĩ quyết tâm bảo vệ rừng, các lực lượng đã phối hợp nhịp nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Còn về tinh thần chiến sĩ thì đa số đồng chí là rất nhiệt tình. Đó. Vào trong rừng từ sáng sớm mà 2-3 giờ chiều mới ăn cơm được. Đó. Lý do thứ nhất là do cái ngọn lửa. Thứ hai nữa là do trong rừng là nó cắt đứt cái liên lạc, điện thoại thì không có sóng. Đó. Thỉnh thoảng thì chỉ mới liên lạc được thôi. Cho nên là giữa cơm nước thì cũng hơi khó khăn, nhưng mà anh em vẫn là phục vụ tốt. Khi là các lực lượng đi ngang sau qua đó thì lực lượng nào đến thì là có gì chia anh em cái đó, vừa thức ăn vừa thức uống, rồi nói chung là anh em rất là đoàn kết, không kể bất cứ cái lực lượng nào, cái khâu hợp đồng rất là chặt chẽ và rất là hiệu quả. Có những khó khăn như là những vị trí như là than bùn thì nó sẽ nằm ở dưới đất, và những hố đó nhiều khi mà mình không để ý có thể là bị sập xuống hố đó và có thể gây bỏng. Người với sự nhiệt huyết của người chiến sĩ và kỹ năng nghiệp vụ đã được học thì là những người chiến sĩ tụi em thì vẫn nhận lệnh của chỉ huy và cố gắng hết mình để lại giảm thiểu tối thiểu những thiệt hại vì gần như là trong khu vực. Xác định tầm quan trọng đặc biệt của rừng, thời gian qua tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ cấp bách về bảo vệ và phát triển rừng. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được quan tâm chú trọng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang cũng đã kiến nghị những giải pháp trong thực hiện công tác này. Đối với cái phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh đó, thì đặc biệt là cái khu vực cháy rừng ở huyện Giang Thành này, thì Sở Nông nghiệp cũng sẽ báo cáo rút kinh nghiệm trong cái công tác phòng cháy và chữa cháy cũng như là công tác phối hợp với các lực lượng. Thì trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp sẽ phối hợp với các sở ngành tham mưu Ủy ban dân tỉnh triển khai một số cái biện pháp, trong đó thực hiện là cái phương án quản lý rừng bền vững của các đơn vị chủ rừng. Đặc biệt là ngay cái khu vực này đó thì tới đây đề xuất đầu tư các cái công trình để bảo vệ rừng, như là xây dựng đầu tư cái trạm bơm. Cái thứ hai nữa là nạo vét các cái con kênh, rồi mua sắm thêm các cái trang thiết bị phương tiện để đảm bảo phục vụ tốt cho cái bốn tại chỗ. Đồng thời là sẽ tăng cường phối hợp với địa phương để vận động người dân có cái ý thức tham gia bảo vệ rừng trong thời gian tới.
vị khán giả, biến đổi khí hậu làm mức nhiệt tăng lên và nắng nóng gay gắt cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Năm nay, năm 2024 thì ghi nhận mức nhiệt kỷ lục ở nhiều nơi. Các địa phương trong cả nước thì trong những tháng vừa qua thì cũng đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Mặc dù công tác phòng cháy chữa cháy rừng rất được quan tâm và chỉ đạo sát sao. Và làm sao để giảm thiểu thiệt hại thấp nhất do cháy rừng gây ra? Đây không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng mà rất cần sự chung tay của mỗi người dân.